Hello mọi người, mình là Sĩ Kẹo. Rồi ok, hôm nay làm một cái mô tô vlog thứ hai. Rồi đây, cầm nón hộ gấu cho gấu khóa cửa các ông ạ. Rồi ok, nói mới đi em. Rồi chào mọi người. Thì cái chủ đề của Moto Vlog thứ hai ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ một xíu đi. Hiện tại thì mình đang ở Đà Nẵng. Hơn 2 năm qua mình làm YouTuber thì có tích góp tiền và mua được một em Yamaha R3 đây. Hiện tại mình đang chạy đây. Đấy. 2 năm làm YouTuber thì cái giá trị của con xe lúc mình mua ấy là 125 triệu, là chưa tính giấy tờ nhá. Nếu mà tính cả giấy tờ nữa nó rơi vào 130 triệu. Ngày hôm nay thì làm một cái vlog kiểu như là phân khối lớn thì mình sẽ đi chợ thế nào. Cơ bản bình thường các bạn biết rồi đấy, phân khối lớn thì anh em không có cái chỗ để anh em treo đồ đâu. Mình là nếu mà những đồ nhẹ thì mình hay treo ở cổ tay. Ui, ngay trung tâm thành phố lại dừng đèn, anh em chờ xíu nhé. Rồi ok, tiếp tục chiến thôi anh em. Ở trong cái khu vực thành phố Đà Nẵng ấy thì bình thường đường nó rất là thoáng. Nói chung là anh em chạy phân khối lớn trong này rất là thích, rất là phê. Thì các bạn là như vậy thôi, tầm này là giờ tan tầm ấy nên là chắc chắn là cũng hơi đông. Đông so với bình thường nhưng mà đường vẫn rất là thoáng. Mình thì có một cái quãng thời gian mình ở Hà Nội khá là lâu, tầm 1 năm rưỡi. Đến bây giờ thì mình ở Đà Nẵng tầm khoảng nửa năm rồi. Đấy, chạy phân khối lớn này trong này rất là thích. Mới lên cái cùm RCB ấy, nên là chạy nó cũng phê phê anh em ạ. Cùm cùm côn phanh RCB nó cũng nhẹ, nó cũng không gọi là nặng lắm đối với một cái con xe 300cc như mình đang chạy đây. Anh em cứ gọi cc cho nó dễ nhở. Người Việt mình hay gọi cc nhưng mà nếu mà nói đúng ra là gọi là 300cc anh em ạ, abc mà 300cc. Ok, thì đây nó là cái mô tô vlog thứ hai của mình. Nếu như mà anh em thích xem và muốn mình làm thêm những cái vlog thế này thì các bạn cho video một like, một lượt chia sẻ nhé. Rồi là anh em nào chưa đăng ký kênh, subscriber kênh ủng hộ cho mình nhé. Hôm nay chia sẻ với anh em một xíu hành trình mình làm YouTuber hơn 2 năm. Trải qua rất là nhiều những cái sóng gió, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, chính xác là như vậy, và làm nên. Đấy, tầm này mình ở trong thành phố nên là dừng xe sẽ khá là nhiều vì đèn đỏ anh em ấy. Thì đấy là câu chuyện điều tiết giao thông thôi. Mùa dịch này thì mọi người cũng ít ra ngoài ấy. Rồi ok, thì các bạn là hôm nay sẽ cùng gấu đi siêu thị mua đồ ăn về để nấu. Chia sẻ với các bạn đấy là mình thì ở nhà mình tự nấu ăn thôi. Ngày trước là ở một mình thì hay ăn cơm bụi, đến bây giờ tự nấu đồ ăn đấy. Mua đồ ăn thì thường mua đồ ăn cho cả tuần đấy, nấu ví dụ hết tuần xong lại đi mua để nấu mà. Rồi đây, số 20 xe anh em. Đây là trung tâm thương mại Bixi nhá. Lấy vé đi em. Ok, đây nó là cái hầm gửi xe nha mọi người. Mình thì khá là ít khi mình ra chợ mình mua, bởi vì là đàn ông con trai mà anh em. Nay mọi người cuối tuần này mọi người đi mua đồ cũng hơi đông ấy, với lại tầm này tầm giờ tan tầm ấy.
Thảo mua đi em. Thảo mua đi bỏ xe. Về anh cầm cũng được. Ok, như vậy là mình đã mua đồ xong rồi đây anh em. Đấy. Anh em mà chạy xe một mình đi mua đồ như này không biết xách về kiểu gì thế này. Cái cậu nhóc kia buồn cười nhỉ. Đây anh lấy cái vé gửi xe này. 2.000, ở đây gửi xe mất 2.000 một lượt nha mọi người. Rồi đây, lên xe về thôi. Nấu ăn thì tối tranh thủ làm video game, stream cho anh em xem. Đây anh cầm đồ cho. Lên xe đây. Để cậu cậu nhóc quần cam thanh niên sáng nhất trong video ngày hôm nay. Rồi ok các bạn. À quên đấy, nhiều anh em xem video của mình bảo gương anh vỡ ạ. Không phải đâu, cái này là do gương của mình là phía trước là kính chắn gió 7 màu nha anh em. Được, về đi em. Kính chắn gió 7 màu thường là nếu mà đi trong phố là mình hay cụp gương lại để cho cái góc lái nó được tốt hơn, tránh va chạm anh em ạ. Bởi vì là anh em biết là cái mật độ mà anh em chạy trong đường phố thì xe nó hơi đông ấy, nên là để tránh va chạm thì mình sẽ không bật cái gương ra, mình sẽ thu gọn gương lại mà. Ôi rồi ôi, quả ổng chưa, ông đang suy nhà này sao chạy. Thế đây anh ạ. Tuần này về nhà nhanh nhanh nhỉ. Về nhà nhanh nhanh cái còn nấu ăn. Thì đây nó là một cái video thường ngày của mình thôi. Hôm nay đi chợ bằng phân khối lớn tí. Các bạn có thể gọi xe mình phân khối nhỡ cũng được, tầm khoảng là 320cc. Nhưng mà nếu mà theo đúng thì nó vẫn là phân khối lớn bình thường. Với mình thì mình không đam mê tốc độ lắm. Mình thích là cái cảm giác lái mấy dòng xe sport này nó rất là thể thao. Đấy mình có cảm giác thế chứ mình không không mê tốc độ. Nên là nhiều anh em bảo là anh làm video test speed R3 của anh đi. Thì chắc là thôi, mình sẽ không làm mấy video kiểu đấy anh em ạ. Được chưa ạ? Mình không làm mấy video kiểu đấy đâu. Mũ giáp còn chưa có, bởi vì cái nhu cầu mình mua xe là mình để đi lại hàng ngày, thì một con xe 300cc là quá đủ rồi. Ngay cả anh em chạy tốc độ cao rồi là cái độ vọt của xe. Thường thì mấy cái dòng Yamaha này nó chạy nó sẽ khá là bốc. Đấy, thế nên là với cái độ vọt của xe thì anh em khỏi phải nói. Còn anh em chạy Kawasaki thì mấy cái dòng kiểu Ninja 300, Ninja 400 thì nó hiền khô à. Ga nó êm mà, ngay cả Z1000 thì anh em vẫn được khuyến cáo là chạy trong phố vẫn ok còn gì nữa. Chứ còn anh em mà chạy mấy con sport như kiểu R1 này, trong phố này, với lại CBR 1000RR này, anh em thấy cực không? Cực chứ. Thật anh em thấy cực không? Mặc dù là kể cả là có mấy cái mod chạy anh em chạy nó êm hơn hay là gì đấy thì các bạn mới thấy cực bình thường, bởi vì những cái dòng xe nó ra mắt như thế là toàn những dòng xe mốc thôi. Đấy anh em thấy không ạ, tầm này tan tầm đây mọi người chạy xe cũng hơi đông ấy, thường thì đường nó vắng thôi, thường đường đường nó vắng anh em ạ, nó không nó không chật chật thế này đâu. Tôi cứ một mình một đường tôi đi thoải mái anh em. Thì các bạn là như vậy. Đấy 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 anh em thấy không? Lại dừng đèn. À, đèn đèn xanh. Ok.
mình chạy đến kịp phát đèn xanh luôn. Rồi nên là đi thôi anh em nhở. Thì cũng bật mí cho anh em cái thiết bị mình đang quay là GoPro Hero 5 nhá. Dùng mic mặc định của GoPro nha anh em. Ai, hôm nay video là cũng hơi dài rồi đấy. Nếu như mà các bạn thích ấy, thích mình làm những video thế này ấy, thì các bạn like, các bạn chia sẻ video giúp mình nhá. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì anh em đăng ký kênh giúp mình nhá. Sẽ làm thêm Moto Vlog cho anh em xem. Giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người sau nhá.